Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn tạo một cái ví Terra để tham gia những dự án hoặc là những airdrop chạy trên nền tảng của Terra nha các bạn. Thì để tạo được cái ví này, các bạn cần lấy cho mình link mô tả dưới video mình, nó sẽ chuyển các bạn về Sydney hoặc là App Store nha các bạn. Thì các bạn download về một cái app có tên là Terra Ascent nha các bạn. Rồi sau đó các bạn mở app ra các bạn. Mình hướng dẫn các bạn tạo ví nha các bạn. Rồi đây thì hai một tạo ví và một backup ví, là một new wallet là các bạn tạo ví nha các bạn. Có một backup ví này thì rồi các bạn chưa có ví thì bạn bấm vào new wallet nha các bạn. Rồi dòng đầu thì anh em thì các bạn ghi đặt tên mình vào các bạn, ví dụ như Terra đi. Cái một backup ví đó thì các bạn backup ví trên ví MetaMask hoặc là chủ wallet không có được các bạn, nó đòi hỏi tới 24 cụm từ khôi phục đó các bạn. Rồi mình ví dụ như Terra đi các bạn. Rồi tiếp tục thì mật khẩu. Ví dụ như 5 số 1 1 2 3 4 5. 5 số 1 và cộng.com đi. Đây ví dụ thôi. Rồi, các bạn xác nhận mật khẩu các bạn. 5 số 1 và cộng.com. Rồi, sau đó các bạn bấm vào mục net. Rồi, các bạn nhớ copy cái mã 3 chip cây này các bạn. 24 cụm từ khôi phục này để sau này các bạn khôi phục với các bạn. Nếu mà các bạn mà làm mắc là các bạn không thể nào khôi phục ví được các bạn. Rồi các bạn copy, các bạn cắt đâu đó đi các bạn. Rồi các bạn bấm I have so net các bạn. Rồi nó hỏi là cụm từ số 12 là trong 24 chuỗi hồi nãy là số mấy các bạn. Thì các bạn vào qua, các bạn lướt qua, các bạn tìm các bạn. 2, 4, 6, 8, 10, 12 là Blacksheet này các bạn. Các bạn nhấp vào các bạn. Rồi cụm từ số 20 là mấy, các bạn cứ điền vào các bạn. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 6, 8, 20. Maxell luôn. Rồi các bạn bấm vào config infin thôi các bạn. Rồi các bạn chờ một chút xíu nó tạo ví nha các bạn. Các bạn Terra Network nè các bạn. Rồi như vậy là các bạn đã có một cái địa chỉ ví Terra các bạn. Địa chỉ ví nhận của mình chỗ này nè các bạn. Còn để add được những cái con token khác mới thì các bạn bấm vào một add token này các bạn. Các bạn gọi tên em là nó ra thôi các bạn. Ví dụ như con UST này các bạn. Rồi các bạn add vào thôi các bạn. Rồi nó sẽ ra con UST này các bạn. Ví dụ như con Luna. Luna Terra. Rồi các bạn add vào thôi các bạn. Để mình coi địa chỉ nhận của con này có giống không. À, các bạn chờ một xíu qua swap skin. Rồi địa chỉ nhận mình là cái dòng trên đầu này các bạn, Terra nè các bạn. Rồi đây thì để muốn gỡ được những token thì các bạn bấm vào một ví dụ như muốn gỡ token này thì các bạn nhấp vào đây nè. Rồi bạn gỡ vào các bạn, bắt địa chỉ này, số lượng này. Các bạn muốn gỡ thì MMO các bạn bỏ các bạn. Rồi vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tạo ví Terra Wallet đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.